Xin chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ vừa trải qua ngày đầu tuần trong cái rét bút nhất từ đầu mùa đông đến giờ. Tình trạng rét đậm rét hại đã xảy ra trên diện rộng tại Bắc Bộ. Tại Phan Xipang, Y Tý, Mẫu Sơn, Phiêu Oắc còn xảy ra băng giá và mưa tuyết. Sang hôm nay mặc dù không khí lạnh vẫn bao trùm, tuy nhiên toàn miền sẽ phổ biến tạnh giáo ít mưa. Nhiệt độ cũng có xu hướng tăng dần, cao nhất ngày từ 15 cho tới 19 độ. Từ ngày mai nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng lên, trời bớt rét bút hơn, cao nhất đạt mức 17 đến 20 độ, thấp nhất là từ 15 đến 17 độ. Với khu vực Trung Bộ, sáng nay tại khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên vẫn tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 70 mm. Riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa, người dân cần chú ý đề phòng. Nền nhiệt độ tại Trung Bộ cũng ở mức thấp, nhiệt độ cao nhất ngày từ 16 tới 21 độ với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên, nhiệt độ cao nhất dao động từ 22 đến 25 độ. Riêng phần phía Nam, khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, nhiệt độ tăng dần, mức nhiệt cao nhất trưa chiều mai từ 27 cho tới 30 độ. Không khí lạnh cũng khuếch tán xuống phía Nam nên sáng sớm nay tại vùng cao Tây Nguyên trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 15 cho tới 18 độ. Các tỉnh Nam Bộ trời se lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng 20 đến 23 độ. Miền Đông có nơi dưới 19 độ. Đến trưa chiều trời có nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 25 đến 28 độ ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ là từ 29 đến 32 độ. Trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay tại vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có nơi đạt cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Và những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.